Hai sống khác xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay mà Thanh Nhẫn muốn gửi tới và chia sẻ cùng quý vị đó là về tố chất của những người thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, chính vì sự khác biệt lớn trong ý thức hệ và nhận thức mà mỗi người có một cái nhìn khác nhau về thế giới. Tuy nhiên, đẳng cấp của mỗi con người thì không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài như là tiền bạc hay là địa vị. Đẳng cấp của con người phần lớn phụ thuộc vào sự rèn luyện của bản thân, sự tu dưỡng của con người xuất phát từ nội tâm. Những người có bản lĩnh cao thì sẽ nhìn mọi việc với cái nhìn bao quát hơn và cho rằng đau khổ chỉ là áp lực, sẵn sàng đối mặt với thử thách. Có như vậy thì mới dẫn dắt chính mình tiếp cận với những thành công. Đối với con người mà nói thì thành tích cao chỉ khi thể hiện trí thông minh, nhân phẩm tốt thì mới khiến người khác nể phục. Những người càng ở tầng cao thì càng biết nhẫn nại, khiêm tốn trong cách ứng xử, giao tiếp. Đặc biệt, họ sở hữu cho mình 9 tố chất sau đây. Cụ thể là gì? Mời quý vị cùng theo dõi clip sau. Thứ nhất, nhân phẩm tốt. Trong cuộc sống hàng ngày, những người nhân phẩm không ổn, nói chung thường không được người khác coi trọng, dễ bị xa lánh. Bản chất của con người là hướng thiện. Đối với những điều xấu xa, tự nhiên sẽ né tránh. Tuy nhiên, đối với những người có nhân phẩm tốt đẹp, mọi thứ sẽ khác. Mọi người không những chủ động tiếp cận bạn, khen ngợi bạn, mà còn dần dần bị ảnh hưởng bởi đức tính cao đẹp này. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Ai cũng muốn thân thiết với những người nhân hậu, mong muốn bản thân cũng trở thành một người như vậy. Vì thế, những người đẳng cấp chắc chắn phải có phẩm chất tốt, được mọi người ngưỡng mộ và được đối xử tử tế. Thứ hai, khiêm tốn. Một người có năng lực thực sự sẽ không bao giờ thể hiện tất cả năng lực mình có cho người khác thấy. Giống như những cây lúa trên cánh đồng, chỉ có những cây chĩu hạt mới cúi đầu, vì đó là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Làm người cũng thế, dù có tài giỏi đến đâu cũng đừng quá phô trương. Những người đẳng cấp đủ thông minh để hiểu làm thế nào để biểu đạt bản thân một cách tốt nhất và tránh những cạnh sắc làm tổn thương bản thân. Quá phô trương sẽ thu hút sự ghen tị và lòng tham của những người xấu, tạo ra những phiền phức không cần thiết. Thứ ba, dám vượt qua ngưỡng an toàn. Những người thành công luôn vượt qua ngưỡng an toàn của họ, vượt qua sự xấu hổ, lo lắng, sợ hãi. Để làm được như vậy, bạn có thể theo những bước như sau. Đặt mục tiêu, đặt động lực, thời hạn phấn đấu và để những người khác cùng thúc đẩy bạn tiến lên. Thứ tư, đam mê. Sự đam mê dẫn đầu trong danh sách này, vì nếu bạn yêu những gì bạn đang làm, bạn sẽ thành công dễ dàng hơn nhiều. Có hai tuýp người, người cạnh tranh và người tìm kiếm. Những người cạnh tranh sớm biết họ muốn gì và có thể bắt đầu hành trình của mình từ thời trẻ. Đa số mọi người thường là người tìm kiếm. Họ sẽ phải khám phá ra thứ mình thích. Một cách đơn giản để hỏi xem một người đã xác định được đam mê của mình chưa, đó là hỏi: bạn có làm nó khi rảnh rỗi không? Nếu câu trả lời là có, họ đã tìm ra. Những người thành công đi theo trái tim, không phải ví tiền, nhưng cuối cùng tiền cũng ở trong ví của họ. Thứ năm, kiên định. Có câu nói như thế này: những ý tưởng sẽ thắp sáng hành trình thành công. Trong số các chìa khóa thành công có sự sáng tạo. Sáng tạo càng cao thì càng có cơ hội để phát triển và thành công. Thứ sáu, bền bỉ sau thất bại. Không có thành công nào xảy đến sau một đêm. Bền bỉ luôn song hành với thành công vững chắc. Và điều quan trọng là cần nhớ rằng thất bại là không thể tránh khỏi. Việc bạn đối diện và học hỏi từ chúng như thế nào mới làm nên chuyện. Thứ bảy, có thể kiểm soát lời nói và hành động. Người xưa có câu, họa từ miệng mà ra. Nhiều lời không phải là điều tốt, nhưng vẫn có nhiều người không nhận thức được điều này. Có câu nói, nhịn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Trong cuộc sống, hãy học cách thận trọng trong cả lời nói và hành động. Như thế mới có thể tiến tới thành công. Những người cao cấp có khả năng tự chủ siêu cao.
vừa kiểm soát tốt lời nói của bản thân, vừa nắm bắt được trọng tâm của việc giao tiếp. Nhẫn nại chính là phẩm chất tốt nhất khiến những người có bản lĩnh vượt trội hơn người bình thường. Thứ 8, luôn tập trung. Tập trung là chìa khóa, để thành công sẽ là quan trọng khi xác định rõ lĩnh vực bạn muốn làm và cố gắng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Không ôm đồm và quá đa dạng, hãy chọn đúng lĩnh vực để tập trung, nghĩ rộng hơn và hướng mũi tên vào một điểm tập trung cụ thể. Chúng ta có hàng triệu thứ trong tâm trí mỗi ngày, nhưng ta không thể thành công trong một triệu thứ được. Đã đủ khó để thành công trong một việc rồi. Thứ 9, luôn phấn đấu để xuất sắc hơn. Những người đạt thành tựu xuất sắc luôn luôn tiến lên, dù cho là trong sự nghiệp, kế hoạch, sản phẩm hay dịch vụ, luôn cải thiện tình hình, có nghĩa là đã giỏi rồi, ngày càng giỏi hơn và đặt mục tiêu là số 1 trong lĩnh vực. Luyện tập làm nên điều hoàn hảo, đó là một bí quyết để thành công. Một người đẳng cấp trong cuộc sống chưa chắc đã giàu có về mặt cuộc sống, nhưng về mặt tinh thần thì luôn trong trạng thái viên mãn, vì những gì mà có được trong tay khiến họ tận hưởng một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Quý vị thân mến, chúng ta luôn cần và phải tự nhắc nhở mình rằng bản thân mình là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình. Chính vì vậy, đừng ngại ngần khi đưa ra quyết định, đừng trông chờ ai đó đưa ra quyết định thay cho mình, mà hãy đứng lên làm chủ cuộc đời bằng cách sau. Thứ nhất, thể hiện cảm xúc một cách thoải mái. Hãy thoải mái nói những thứ tưởng chừng có vẻ không mấy tích cực, như tôi lo lắng quá, có lẽ đây là sự kết thúc. Không ai quy định chỉ được nói nhiều điều vui vẻ. Điều quan trọng là sẵn sàng nói lên cảm xúc của bản thân và đối mặt với chúng. Hãy chia sẻ để niềm vui nhân đôi, nỗi buồn vơi nửa. Thứ hai, rời bỏ những người không quan tâm. Đừng mong chờ sự chú ý của những người vốn đã không có hứng thú với bạn. Việc đó chỉ tốn thời gian của cả hai. Đừng biến giá trị của bản thân thành kết quả của sự nỗ lực được mọi người yêu mến. Thứ ba, sẵn sàng nói lên ý kiến của bản thân. Nhiều người vì muốn giữ hòa khí mà không dám nói lên suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, đó không phải một cách hữu hiệu, mà ngược lại, hãy chia sẻ ý kiến của mình để mọi người cũng đóng góp xây dựng thêm với một thái độ tôn trọng. Thứ tư, không quan tâm những lời phán xét. Đừng tốn thời gian với những lời bình luận từ người bạn không biết hay những trò trêu đùa trên mạng xã hội, vì những con người này không biết rõ bạn và cũng không bao giờ hiểu lý do hoàn cảnh bạn đang gặp. Hãy tự suy ngẫm hoặc tìm đến những người có thể tin tưởng và lắng nghe lời khuyên từ họ. Thứ năm, sử dụng sức mạnh ngôn từ. Một người tự tin toát ra phong thái từ trong lời nói của mình. Thay vì nói xin lỗi vì không đến được, họ sẽ trả lời cảm ơn bạn vì đã mời tôi nhưng tôi không thể tới tham dự được. Họ thừa nhận sự không hoàn hảo của bản thân nhưng vẫn dùng những lời nói để thể hiện mình xứng đáng được tôn trọng. Thứ sáu, trải nghiệm mọi thứ. Không bó buộc mình vào bất cứ cái mác nào, bạn nên thoải mái trải nghiệm điều mới, gặp gỡ những người bạn mới để từ đó có nhiều sự lựa chọn muốn trở thành người như thế nào, làm công việc gì và với ai. Thứ bảy, thể hiện bản thân. Đúng là tùy vào cấp bậc, mối quan hệ với đối phương mà chọn cách xưng hô, trò chuyện. Nhưng hãy luôn là chính mình dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Đừng vì muốn người khác hài lòng mà giả vờ là con người khác. Thứ tám, ăn mừng thành quả. Nhiều người thường ngại ngùng khi nhận lời khen, nhưng nếu bạn xứng đáng thì tại sao lại không chấp nhận và cảm ơn nhỉ? Thay vì nói, ôi có gì đâu, hãy tự thưởng cho bản thân vì sự nỗ lực và cố gắng. Thành công đó sẽ còn ý nghĩa nhiều hơn nếu bạn biết chia sẻ và giúp đỡ những người khác đạt được thành quả như vậy. Thứ 9, vạch ra giới hạn. Hãy đặt ra nguyên tắc cư xử và giới hạn mọi người có thể xử sự với bạn. Khi có ai đó, dù là người bạn thân vượt quá ranh giới, hãy thẳng thắn nói ra và bảo vệ nguyên tắc của mình.
Làm chủ cuộc đời và thành công, ai cũng mong muốn làm được những điều như thế. Nhưng chất lượng cuộc sống của mỗi con người lại không được đo đếm bằng những gì mà con người gặt hái, mà nó phụ thuộc vào sự hạnh phúc mà họ đang được hưởng thụ. Người thành công không có nghĩa là hoàn hảo. Họ cũng có những điều tiếc nuối và những điều ước rằng bản thân biết sớm hơn. Bởi rõ ràng, đằng sau vẻ giàu có và thành đạt ấy, họ cũng có những điều chưa thật sự hài lòng. Thậm chí đôi khi, họ chấp nhận đánh đổi, trả giá nhiều thứ để có được sự thành công. Để đến khi thực sự có thành tựu rồi, họ lại nhanh chóng cảm thấy hụt hẫng lẫn nuối tiếc. Ngay cả những người thành công nhất cũng cần nhớ 8 điều để có thể sống thật hạnh phúc. 1. Không sớm thì muộn. Nếu bạn không dành thời gian để giải quyết các công việc cần làm ngay lập tức trong ngày, chắc chắn bạn sẽ bị thụt lùi lại phía sau. Muốn thành công, trước hết hãy quản lý tốt quỹ thời gian của mình và sử dụng chúng hợp lý. 2. Tiền tài, danh vọng, địa vị xã hội là những thứ chúng ta cố gắng để cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, khiến chúng ta và những người thân yêu không phải bộn bề lo toan nữa. Nhưng mục đích cuối cùng cũng chính là đem lại hạnh phúc và chúng ta thấy được bình yên. 3. Hãy cho mọi người biết bạn nghĩ gì và cần gì, cũng như hãy chăm chỉ trao đi những lời yêu thương tới những người xung quanh. Điều ấy khiến cuộc sống của bạn trở nên thú vị và đáng được trân trọng hơn rất nhiều. 4. Chẳng ai trong chúng ta có thể trưởng thành và chiến đấu với cuộc đời này khi không có một người bạn nào ở bên cạnh. Vì vậy, hãy giữ mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn thực sự, không phải để nhờ cậy họ giúp đỡ, mà để khi bạn gục ngã và cả thế giới quay lưng với bạn, thì ít nhất vẫn có những người không bỏ mặc bạn mà đi. 5. Một khi đã làm hết mình thì cũng hãy tận hưởng hết mình. Nếu bạn không muốn sớm chán nản, buông xuôi hay bỏ cuộc thì hãy biết tận hưởng những niềm vui nhỏ nhỏ. Đừng cố gắng cống hiến quá mà thành quá cố. 6. Đừng mong cầu vào những thành tựu rực rỡ khi bạn không định bỏ ra một chút công sức nào. Trên đời này không có bữa ăn trưa nào là miễn phí. Vì vậy, muốn thành công, hãy nỗ lực và kiên trì. 7. Đừng sống quá nhanh, quá gấp, bước đi quá vội, để bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Đến khi bạn thành công rồi, có thể bạn sẽ nhìn lại, sẽ thấy hối tiếc cho tuổi trẻ của mình. 8. Sau tất cả, nhà vẫn là nơi để về. Dù bạn bôn ba bao xa thì gia đình vẫn luôn ở đó chờ bạn.